Hải Đăng, xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn máy Nova. Dòng này Hải Đăng đang có size 10.000 các bạn nhé. Dòng máy cuối nông. Full hộp mới nguyên các bạn. Thông số máy này. Tỷ lệ truyền 4.1.1. Đấy, tỷ lệ truyền Made in China 10.000 là 4.0 là 320 m, không chấm 50. Đây là đường kính các bạn nhé, đường kính của cước ấy. 0.50 là 280 m, 0.6 là 240 m. Các bạn, máy đây. Review máy các bạn. Đây có túi đi kèm các bạn nhé. Đây, túi đựng máy đi kèm. Máy quay này các bạn đổi chiều được. Đấy, các bạn đổi sang hai chiều được. Núm cầm rất đẹp các bạn ạ. Cầm ôm tay các bạn, cầm khá ôm tay. Tay quay kim loại. Nhìn phần tay quay đây. Phần tay quay. Tay quay full kim loại luôn. Tốc độ thu dây 4.1.1. Thông số máy đây các bạn. Cối này chất liệu kim loại các bạn nhé. Sẽ tháo cối. Đấy, đây là tiếng kêu lúc bạn được cá đây. Đây bạn, ô cước. Lô này cũng phun kim loại, cái tạo tiếng kêu giống của Daiwa đây các bạn, tiếng kêu các bạn, đây tạo tiếng kêu, nó chạm vào những cái bánh răng ở trong quả lô này, nó tạo ra tiếng kêu khi bạn dòng được cá. Mười ba có một vòng bi các bạn ạ. Tay quay rất khá là ok. Đang sẽ cân tổng trọng lượng các bạn. Cân trọng lượng máy. Đây các bạn, 562 g. Quay chi tiết các bạn nét rõ nét hơn. Đây phần núm. Phần thân của máy đấy. Đây là phần tay quay, thiết kế khá đẹp. Đây, vừa rồi Hải đang phát sinh để giới thiệu các bạn máy Nova 10.000. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.